Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin chính của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an Hà Nội đã triển khai cấp căn cước cho công dân, cho người dân từ 14 tuổi trên địa bàn. Chỉ trong ngày đầu thực hiện đã có hơn 1.000 người dân đến 31 điểm cấp đăng ký tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày đầu triển khai, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch chỉ mới dừng ở khâu tiếp nhận mà chưa thể cấp số định danh. Phải đến 5 ngày nữa, các đơn vị phường, xã nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tư pháp hộ tịch mới, hộ tịch mới nhận được biểu mẫu chính của tờ khai sinh và đăng ký kết hôn từ Bộ Tư pháp, đồng nghĩa với việc người dân muốn khai sinh cho con thì phải chờ sau ngày 10 tháng 1 mới được cấp mã số định danh cá nhân. Việc triển khai cấp số định danh cá nhân được thí điểm tại 4 địa phương đến hết tháng 3 năm 2016. Bắt đầu từ ngày hôm qua thì giá xăng đã giảm gần 400 đồng một lít. Theo đó thì giá bán lẻ xăng RON 92 không cao hơn 16.032 đồng một lít. Xăng E5 không vượt quá 15.339 đồng. Trong khi các mặt hàng dầu giảm từ 616 đến 865 đồng một lít hay 1 kg. Đồng thời khi giá dầu thế giới xuống thấp, cơ quan điều hành yêu cầu tiếp tục không sử dụng quỹ bình ổn, trích quỹ 300 đồng một lít với xăng và dầu diesel và không thay đổi các loại thuế, phí. Hiện nay, quỹ bình ổn xăng dầu còn 2.380 tỷ đồng. So với thời điểm công bố gần đây nhất là vào giữa tháng 12, thì quỹ bình ổn đã tăng thêm gần 100 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trích 130 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ 10 tỉnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ dân sinh và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ từ tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2015. 10 tỉnh được Chính phủ hỗ trợ bao gồm Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam với số tiền là từ 10 đến 20 tỷ đồng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho Bộ Tài chính xuất cấp 20 tấn hạt giống rau các loại từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, khắc phục sản xuất. Bão số 3 và mưa lũ đã gây thiệt hại cho các địa phương với tổng thiệt hại ước tính là hơn 1.300 tỷ đồng. Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á đáng đến nhất. Đây là nhận định của chuyên trang du lịch uy tín Thrillist khi mới đây đã bình chọn các quốc gia Đông Nam Á mà du khách nên đến thăm. Việt Nam cũng có tên trong danh sách của 5 cái tên được đánh giá cao nhất. Theo trang này thì Việt Nam nổi tiếng nhờ những địa điểm du lịch với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và có phần hoang sơ như Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng. Bên cạnh đó thì ẩm thực Việt Nam cũng hết sức đa dạng, lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của Á Đông nhưng vẫn có những bản sắc riêng cho từng vùng. Những quốc gia Đông Nam Á khác cũng có tên trong top 5 là Lào, Indonesia, Thái Lan và Campuchia. Tin quốc tế, Thủ tướng Anh David Cameron ngày hôm qua đã lên tiếng phản đối đoạn video đe dọa tấn công nước Anh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, trong đó có chiếu cảnh phiến quân của tổ chức này hành quyết 5 người được cho là điệp viên của Anh. Trả lời phỏng vấn báo giới tại thủ đô London, ông Cameron cho rằng đoạn video này đã một lần nữa cho thế giới thấy sự tàn ác của IS cũng như sự tuyệt vọng của tổ chức này khi đang đánh mất nhiều lãnh thổ tại Iraq và Syria. Ông Cameron cũng khẳng định nước Anh sẽ không sợ hãi trước những lời đe dọa từ phía IS, đồng thời cho biết chính phủ Anh đang xác minh tính xác thực của đoạn video từ IS. Hiện nước Anh cũng đang phải đối diện với mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố khi lo ngại một vụ tấn công như tại Paris hồi tháng 11 vừa qua có thể xảy ra tại xứ sở sương mù bất cứ lúc nào. Trong khi đó, thì chính phủ Đan Mạch ngày hôm qua đã công bố một số biện pháp nhằm thắt chặt kiểm soát biên giới trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu khác đã có những động thái tương tự nhằm kiểm soát dòng người di cư đang ngày một tăng. Phát biểu tại thủ đô Copenhagen, Thủ tướng Đan Mạch Lars Rasmussen cho biết các biện pháp kiểm tra ngẫu nhiên tại khu vực biên giới sẽ có hiệu lực ban đầu trong vòng 10 ngày, sau đó có thể sẽ được gia hạn thêm. Trước đó cùng ngày, nước láng giềng của Đan Mạch là Thụy Điển cũng ban hành những biện pháp thắt chặt kiểm soát biên giới nhằm sàng lọc người di cư khi tiến hành kiểm tra giấy tờ các cá nhân đi từ Đan Mạch sang Thụy Điển. Ngoài ra, Phần Lan cũng yêu cầu tất cả các tuyến phà hoạt động giữa nước này và Đức phải kiểm tra thị thực khi hành khách lên phà ở miền Bắc của nước Đức. Những căng thẳng trong quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran liên quan tới vụ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia Nim Anim bị hành quyết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ cắt đứt toàn bộ các giao dịch thương mại cũng như các chuyến bay của nước này tới Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ hủy bỏ tất cả các chuyến bay đến Iran, cắt đứt quan hệ thương mại với Iran, đồng thời ban bố lệnh cấm công dân đi du lịch tới nước này. Đồng thời nhấn mạnh đây là phản ứng của nước này trước những chính sách gây hấn gần đây của Iran. Phần điểm tin chính của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.